đâu. Gia đình bốn người này thực chất là một băng nhóm lừa đảo. Hai nam và một nữ, giả dạng làm bố mẹ và anh trai của Alan được một tuần rồi. Anh chàng trí hồng đó vẫn không chịu được đếm số tiền. Tiểu Vũ bảo Alan hãy hy sinh bản thân, còn chú Thiết thì bảo chị Vân hãy hạ giá tiền xuống một chút. Sau một hồi bàn bạc cùng nhau, tất cả đều bị Alan và chị Vân từ chối. Nhưng họ không biết mọi hành động đã bị một người bí ẩn mặc áo đen theo dõi. Ngày hôm sau tại tiệm sửa xe, Chí Hồng rất bất lực. Anh rất là thích Alan, nhưng anh không thể đụng đến số tiền của sư phụ mình. Kế hoạch của anh là sẽ kiếm người để vay, nhưng bà mối lại biết chuyện và mắng anh là kẻ bất tài. Có tiền trong người mà lại không muốn dùng, mà lại muốn đi cưới con gái nhà người ta. Anh có còn quan tâm đến chuyện trọng đại này nữa không? Chí Hồng sau khi nghe những lời này như chết lặng. Trong lúc cả nhóm bọn họ đang lên kế hoạch, thì bất ngờ có cảnh sát đến kiểm tra nhà, nói với họ gần đây có vụ đột nhập nên phải khám xét từng nhà. Theo hướng dẫn của chị Vân, Alan đi vào phòng và lấy giấy tờ tùy thân của họ ra. Trong lúc bốn người đang sợ hãi tột độ, Chí Hồng đột nhiên xuất hiện. Các người là từ nơi khác đến sao? Chúng tôi thuê nhà ở đây. Cho tôi xem hợp đồng thuê nhà. Các người đến đây làm gì? Có dự định thuê nhà trong bao lâu? Chúng tôi đến đây để làm ăn, dự định thuê nơi này lâu dài. Đúng vậy, là thuê dài hạn. Lắng nghe cuộc trao đổi của cảnh sát, chỉ khi đó Chí Hồng mới biết cả gia đình Alan là người nhập cư. Ngay cả ngôi nhà này cũng mới được thuê gần đây. Thật bất ngờ khi Chí Hồng đến, sự căng thẳng của họ lúc này mới được giải quyết. Tiểu Vũ cố tình nói với Chí Hồng rằng xe anh gặp vấn đề, muốn nhờ Chí Hồng dành thời gian đến xem giúp mình. Và chị Vân còn nói nhà mình sắp có khách đến thăm, e là hơi bất tiện, muốn hai người mau chóng điều tra. Hai người họ không thấy vấn đề gì nên đã rời đi. Chí Hồng mang một ít đặc sản đến biếu, nhưng đã bị Tiểu Vũ từ chối. Chị Vân nói anh nếu không có đủ tiền để cưới vợ thì đừng đến đây nữa. Và còn cố tình nói đã sắp xếp một buổi xem mắt với người ở làng bên cạnh và sẽ gặp nhau vào buổi chiều. Chí Hồng khi nghe điều này thì rất lo lắng. Alan cũng cố ý lộ ra vẻ bất lực, khiến anh trên đường về như người mất hồn. Anh vô cùng thất vọng, lại còn nghe tin con gái gây chuyện khi đốt hàng rào nhà người khác. Tiểu Thảo nói rằng cô không làm, nhưng một chiếc bật lửa bất ngờ rơi khỏi túi. Thế là anh nổi giận đánh cô bé một trận. Tiểu Thảo rơi nước mắt uất ức. Bố cô tha tin lời người khác chứ không tin cô. Và đợi khi anh làm xong công việc thì con gái anh đã mất tích. Anh lao ra đường tìm kiếm như điên. Tiểu Thảo chạy ra ngoài thì lại gặp được Alan. Cô nói với chị Vân từ chối đối tượng ở làng khác, hãy để cho người khác tạm thời thế thân. Alan không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân và kết quả. Giả làm giáo viên dạy lớp của Tiểu Thảo, nói rằng đã nghe cô bé mắc sai lầm, đến đây để xác nhận sự việc. Nếu nó là sự thật, vậy nhà trường cũng sẽ xử phạt Tiểu Thảo thật nặng. Nếu nghiêm trọng sẽ giữ lại ở trường để theo dõi. Cậu bé sợ Tiểu Thảo sẽ bị trừng phạt, cuối cùng thừa nhận mình đã phóng hỏa. Nhìn cô bị nhăn giận dữ, Tiểu Thảo sợ hãi trốn sau lưng dì Lan. Cô bé cũng nói chiếc bật lửa trong túi là cô mua tặng bố. Sau khi nghe Alan giải thích, hai bố con họ cũng đã làm lành. Việc này cũng gián tiếp